Hello, xin chào cả nhà nhé. Chào cả nhà lại một buổi sáng. Nói buổi sáng đấy, bây giờ là buổi trưa, đang chuẩn bị nấu bữa cơm trưa cả nhà. Hôm nay mình với chú Hùng lại vào với bà, tập trung lại làm một cái món gọi là sọ lợn nhá cả nhà nhá. Cái sọ lợn hầm ngải cứu. Cái sọ lợn mà hôm vừa rồi ấy, là làm giò lợn đấy cả nhà. Nọc cái đấy ra để làm giò, làm giết ấy. Mình mua cả cái sọ về để làm giò, giò mỡ đấy. Bớt lại cái sọ để hôm nay mới làm. Đấy, hôm sau làm cái mà sọ lợn hầm ngải cứu nhá, ăn ngon lắm cả nhà. Đấy, mình đang đứng chia sẻ cả nhà cây chanh của mình nha, nhiều quả tốt chưa, mấy hôm có tí mưa tốt thật, lá non mơn mởn ngay quả. Đấy, chia sẻ cả nhà của đây là hoa cây gọi là cây sâm đất đấy. Đây mình cái rồng ở cho nó mát đất, mặt gốc cuối cùng những sợ đã ăn hết chất dinh dưỡng của cây chanh. Đây là cà này cả nhà này. Đấy, cà trắng dòng người ăn ghém đấy cả nhà, ăn ghém rồi nhiều lại sát sổi ăn thoải mái rất nhiều. Đấy, cây chanh này nghe. Lâu rồi không nên đây chia sẻ cho cả nhà xem. Đấy, quả đây rồi, là cây này là cây cây dổi nước này, mang lên cả đi rồng luôn. Vít tan thế này mà nó cứ ngóc lên để cho nó đỡ đâm vào cây chanh nó hỏng hết. Đấy, đẹp với cả nhà cà này. Đấy, cả nhà nhìn không, nó phá thằng thánh nghịch vua đòn cái chào cái nào. Đấy, mò ở đây tí nữa cơm với bác nha, mấy anh em hôm nay nghỉ ở đây đây, cảnh quê bình yên chưa. Đấy, cả nhà, rồng ở cái cây tàu bay này nhá. Ngày xưa là trên Tây Bắc là hay cấu rồng tàu bay này ăn ngon lắm này. Ăn ngon lắm. Bây giờ về đây thì lại rồng. Đấy, cây này tiên đừng rớt mà lại ngỡ ra là chín rồi. Quả chín thì ăn ngọt đấy. Thánh nghịch vua lì đòn đấy. Còn đây là cái rau gì nhỉ, cúng chó đấy, mà thấy bác rồng đủ không, bác mới tháo trần nước này xuống ấy. Qua tháo bắt được bao nhiêu con bọ ọp để ăn. Đây, cà này cả nhà đấy, cà chín đỏ, chậu hẹ này đấy, rau muống đủ hết. Chia sẻ cả nhà thế nhá. Lại làm món là gì nhỉ, sọ lợn hầm ngải cứu. Đấy, mình mới đầu với Hùng thì trong kia chín đầy rồi, nhưng mà thôi đừng neo neo vào đấy nhá, neo 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 đâu này, neo vào kia một dứt cái quả kia chín vàng hết trong kia ăn thì ngon đấy, nhưng mà mày neo đấy nó sập xuống nó chết đấy. Thằng này nghịch lắm cả nhà, thánh nghịch vua nì đòn này khiếp người, nhà nó chín vàng hết rồi, chuột nó ăn hết rồi, có phải không? Cái mẹ đi làm à? Vâng. Bố nói làm. Tao hỏi tao chẳng biết. Thì ra nhà đã biết. Nạc tiên của biển. Mình hay cứ nên quay mình lại chia sẻ. Còn đây là cây cà gai. Cà gai dại. Chưa được dùng nào để ăn. Ngoài mốt nó sai quá này, thoải mái ăn cả nhà. Là mì rồng đấy cả nhà. Mấy nay có tí mưa cây nó còn xanh xanh, hôm qua bác bẫy một con chuột đây này, thánh nghịch vua lì đòn đây, còn cái này sập mà không được, còn cái kia thì được. Thế tí nữa ăn cơm này, bác lại xào lòng xào dưa cho nhá, được chưa, lòng xào dưa cho anh em mày ăn, bọn này nó lại thích ăn lòng xào dưa. Sáng bác đi ra cái suất của bác ăn, bác mang về toàn đồ ngon hết, đầu nòng ấy, xào dưa cho các cháu nó ăn. Bể nước của biển này, xuống lại bơm nó lên. Rồi bây giờ xuống chuẩn bị xem chín giờ vào chiến đấu bữa cơm cả nhà, xào cái dưa cho các cháu nó ăn. Xin chào bà nhà nhá, hôm nay làm một món coi như là dầu heo hấp ngày cứu. Món này coi như là hôm nay mới có thời gian đấy. Sọ lợn hấp ngày cứu. Đang đầu đối với đồng.
mắt khá là giỏi. Ừ, bây giờ anh đi ra ngoài mắt khá là giỏi để dầm với ốc. Ốc để làm bát chẩm chéo để chấm. Đấy, bây giờ mình sẽ dừng máy để đi rang hạt dổi mắc khén này cả nhà này. Mới lại rang hạt dổi mắc khén để làm bát chẩm chéo rộn với ốc lợn đấy cả nhà. Để làm chấm với lại sọ heo. Đấy, hai bác cháu còn các cháu thì nó ăn cơm mà nó ăn lòng xào dưa. Đây cả nhà nhìn thấy đĩa lòng chất lượng của biển chưa? Toàn đầu lòng nhá, dày quịch. Đấy, xuất của mình nhá. Nhưng mà nó hơi mắc thôi, đấy, cả nhà đây này. Xào dưa ăn thì làm gì cho nó đấy, thời buổi như này thì ác không? Mình lấy thêm một đoạn lòng già nữa các cháu nó bảo lấy đấy. Đấy, cái đầu lòng nhá cả nhà nhá. Đấy, ăn giòn như ngọn rau muống. Lòng xào dưa các cháu yêu cầu đấy sẽ có ngay. Để ăn cơm còn tại vì mang đi xào dưa để cho các cháu ăn cơm. Đấy, cơm mình cứ cắm nó bật này. Một hai phát nữa là nó chín. Đấy, các cháu nó nghỉ bác ở nhà bác thổi cơm cho các cháu nó ăn. Nó đang trong kia đánh game, đánh game với nhau. Các thanh niên, thằng thì xem tivi, thằng thì đánh game, đánh gẹo. Còn thằng bố con mẹ nó thì đi làm. Ai thế thôi, cả nhà cũng nhận đâu. Cuộc sống không giống như cuộc đời. Đấy, cả nhà mới xào ít lòng xào dưa nữa nhá, để cho mấy cháu nó ăn cơm nữa. Nó không ăn rau răm, nó không ăn tỏi, nó không ăn ớt. Cháu này là cứ làm theo cuộc khẩu vị của các cháu nha. Nên là như các bạn xem và thông cảm nha. Không, mấy ông ăn cái lòng xào dưa phải có cái nọ, phải có cái kia, nó mệt lắm. Nó chỉ xào này chỉ cho nguyên dưa thôi cả nhà. Đấy, thế này là gặp mình thì phải cho hạt tiêu. Có đấy nhưng bọn nó không thích thì chịu thôi. Cái này thằng đầu, cái này thằng bên phải là cho hạt tiêu ngay. Mà chú cho mì chính vào. Trang bị tính là đổ nước cái lòng già kia vào nữa thôi. Đấy, thế là lòng xào dưa với là sọ lợn hầm mà thì nghe lòng xào dưa này chú các cháu nó thích ăn. Là cái suất ăn của biển đấy cả nhà nhìn thấy không? Lòng nó dày quịch thế. Chấm cốt. Rồi các cháu lấy đồ ra chưa? Thơm thế nhỉ? Hello chào cả nhà. Nhanh lên. Sọ lợn hầm ngải cứu rồi là lòng xào dưa. Bữa cơm trưa của anh em bác cháu mình. Đấy, xong rồi. Sao cái dưa này xúc ra xong. Còn đây là chẩm chéo của mình nhá, cả nhà nhá, hạt dổi mắc khén, ớt, lá chanh. Và chanh rồi tí nữa bỏ bộ ốc vào đây thôi, dầm vào đây này. Để chấm này. Đấy, sọ lợn nhá, hầm dưa tuyệt rồi. Đúng rồi, còn đây là cái bộ ốc à. Tí lấy nước cho nó trộn lên hạt dổi mắc khén trong đấy rồi, làm chẩm chéo, lá chanh nữa chứ. Thế là gấp ra đây mời cả nhà nhá. Đấy là đang làm chấm chéo nhá, ốc lợn nhá, nó chanh nhá, quên không lấy mấy cái rau răm nữa mà cho thơm, rau răm cưa như thôi. Chú cho nước ra vào đi, chấm tí là hết mà. À rồi mà khen, cho nước vào nó thoải mái đấy, không được. Thôi. Đây là sọ lợn hầm ngày cứu này, nòng xào dưa cho các cháu ăn là toàn đặc biệt thôi. Uống bia lạnh à? Cơm, cái bia lạnh. Các cơn à? Các cơn. Ôi mời cả nhà đây. Ngon đấy. Bữa cơm trưa của anh em là mình, anh em bác cháu mình có thế thôi. Đấy. À? Đấy, các cháu nong này vẫn cái vò rượu mà hôm trộn múc ra đây à? Ừ. Thánh ớt múc về. Thánh ớt. Thôi mẹ lại chơi cả loại này nữa xong để coi như được phá này không bốc nhó này gặm đi các bố. Chơi loại đấy thì có ăn hết được cái đầu lợn này không, uống rượu. Đấy. Không? Rượu. Đây này. Tuân đâu? Làm một cục đây này, cục này có mắt này. Thánh thịt. Thánh thịt đây. Đây, mỗi thằng cục đây là có mắt này, Hùng này. Ôi, có mắt à? Mắt chả có mắt đây. Hùng đâu mắt đây, Tuân đâu mắt đây. Mỗi thằng một cái đây gặm đây. Đây mắt đây. Đây Tuân đây. Cầm cả cái. Cứ chơi này đi. Đấy. Thế. Thế là gỡ là đấy. Còn tim gà kia. Chấm với chấm chéo, chấm thật sâu vào. Đấy, quẹn vào thế, đây. Đấy, gỡ ra thế. Đã dừ chưa? Hầm nó xuất cũng dừ luôn rồi thật. Đấy, ăn uống phải bốc nhón thế nào. Mày đưa cho bác cái hộp giấy cái. Để mắt đây nha, nhìn trông như con kỳ con. Để mắt à? Mắt đây. Ừ, đấy. Dừa chuyệt luôn. Đấy, ăn nó dừa, đấy, mắt đấy. Úi giời đấy, ăn thế mà sướng chưa? Chấm một cái, gỡ ra, chấm một cái chấm chéo này. Từ từ gấp ạ. Đây, cả nhà nhá, mình lại chia sẻ nhá. Giấy ăn không thiếu, nhà nào xã hội bây giờ cũng thế thôi.
Nhưng mà ăn cái chia sẻ cái này là mình nói các bạn thông cảm nhá, là mình nói có một thằng hôm qua mình đọc cái comment nó bảo mình là nhà không mua được cái giấy ăn. Cái này phải dùng khăn. Ăn cái này ăn chân chó nhá. Mới lại cái này là nó cái nhựa nó dính, lau giấy không lau đâu. Nó dính hết vào tay, phải lau khăn. Em ăn này nhưng em không tin tưởng đấy. Giấy tờ ngoài đâu. Em lau vào áo của em. Cứ ở đấy áo nào cũng được. Để em giặt xong cái này này. Hôm anh chưa đánh răng cho nó à? Chưa. Nó bảo là nhà không mua được cái giấy ăn nên rẻ lau bằng cái khăn nhá. Đấy khăn lau đâu nong đưa cho bác. Này cái khăn lau đây. Này đấy, để lau tay. Đi quán nào cũng thế thôi. Nếu quán mà ăn cái mặt nợ này mới lại chân chó hầm ấy là chỉ có khăn mới lau được, mấy cái dao cái gì. Nó làm câu nó kêu là cái giấy ăn không mua được. Giấy này lau vào mắt à. Đấy mình xin lỗi cả nhà nói những thành phần ấy, hôm qua nó đọc cái comment nó bực cả mình. Cái chân chó mới là cái này nó nắm nhựa không thể nong giấy thì quán nào nên là người ta phải dùng khăn mới dao dĩa à, cả nhà à, cả nhà thông cảm mình nói cái thành phần đấy cho nên là nó kêu lên lấy rẻ lâu bố cái thằng hầm ngon không đang ngu anh chấm hơn em à bụp đây chấm vào dùng chéo đây tôi làm không có mắt đâu đấy mắt là mắt đấy ấy ăn nó phải như thế hoàm cái sụn lên sụn ngon à. Còn là mấy thanh niên ăn đầu nòng thế này, dây quất thế này. Nòng xào dưa. Không nhậu đầu chơi rớt thì có hồ hùng cắn phụt mắt ra ngoài. Phụt chưa? Tụt mắt ra ngoài. Nào. Cắn lồi mắt rồi. Hùng đầu bếp là chỉ có trâu chó lợn bò gà là mất hết mắt. Đây là hôm nay này đấy là còn ốc còn cho đây ốc còn nằm chầm chéo đây này chầm chéo ốc này cả nhà, lá chanh hạt dổi mắc khén. Hôm nay mà không chấm cái này á cho băng ngắt. Đây là ngày cứu cho cả nhà nha. Đúng rồi. À, uống riêng cũng đầu với Hùng gái nhỉ. Đây á. Ây à, nằm xào dưa ấy cả nhà. Đấy, ngon lắm. Chấm với lại chấm chéo, bụp mạnh lên. Anh mạnh lên các bố cho hết nhá, hai thanh niên này. Luôn chiến đi. Thích mình à? Dạ đi, xã Nam Phát đi. Chủ tịch ạ. Nhấm khỉ ạ. Bụp mạnh kia lên. Kết này đưa mà ra hết đi. Cố không? Bao nhiêu bia bỏ không bia Sài Gòn đang uống được cái bia mà nó đang uống được nhưng mà nó không hấp dẫn lắm. Ăn cái chẩm chém là ngon mà tôi không ăn được cả. Hôm nay vừa tầm đấy. Nếu như người không biết tham nó nhiều à, ăn nó hắc và nó đắng à. Cái này, giấy nâu. Giấy nâu, không? Nó dính cái này. Con đang cái mẹ tao đọc cái mẹ nó kêu là cái gì mà nhà không mua được cái hộp giấy mà ăn. Giấy này thì nhà nào đều có, người nhà nhà đều có. Nhưng mà ăn cái này không thể nâu được bằng giấy. Kể cả cái chân chó đó, tại nó nắm nhựa lắm. Đi nhà hàng nào cũng thế thôi, người ta có cái khăn với con dao với dĩa. Mệt ghê. Đúng ra. Thông cảm nhanh, cứ bôi vào áo lại xong rồi mình giặt rồi mình lấy nước đấy. Lấy quần áo mình cũng bôi xong. Cứ bôi quần áo mình là ăn chắc nhất. Miếng nóng nóng dưa là anh ngon. Không, cháu không. Không ăn đâu. Thế Hải hôm nay không nghỉ à? Không nghỉ đâu mà ăn. Ăn đấy, nhiều đấy. Không ăn đâu. Không ăn đâu. Má thơm thế nhỉ? Thơm. Má ngon nhất. Ăn thịt của nó không ấy. Hết bia này nó là lấy bia còn lấy tiền tiếp đầu lòng này. Có đá rồi. Là quan điểm của em là không cần dùng giấy, thích bảo bông liếm vào phát cái thôi. Bông đéo liếm là nó lấy không liếm nào. Bông ai không thấy cào cào. Nó có cái liếm. Có cái gì để ăn không? Cái gái anh em mình rượu say hôm sau dậy răng rất là thứ bảo này liếm nó sạch hết. Cần cái bình giấy. Nhục lắm. Không phải cái gì cũng dùng đâu. Không bia. Tôi đã được.
tiêu cũng lòng không có tay gỡ ra cái nào tay gỡ ra cái gắn miếng này đấy anh cầm cái tảng này không ấy ngày ngon tay bố được thôi mà tiện tay không đâu có một tim đâu mà như là bố quản con kia là tỏ ném thôi đấy chuyển sang học cao hết các cháu còn đấy các hết à đây nha bây giờ người ta cái thì nốc hết đi mâm 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 nó kín đồ ăn rồi phải để lò đây à hai bố làm riêng xé chia đều rồi trong nốt đi mình quen cái dòng Hà Nội ngon em thấy dòng Hà Nội như dòng Hà Nội như dòng tiêu cải đợi nó nổ thế xong xong tiêu cải chỗ này biết ra chợ nhỉ biết quay cảnh ra chợ làm đây đấy đi chợ nhiều view mà hôm nay đi chợ vui rồi đấy mấy anh em một bánh tơi tả bây giờ lên tám tay cho anh xem đang này đi ra chợ Quế cho quyển cái hạn quay qua đấy nhỉ mà hôm nay đi ra chợ Quế mới cả các chợ các chợ toàn phụ nữ mới gọi thôi tiếp theo là toàn phụ nữ tiếp theo không các em gọi cứ như em gọi cái biển đây cái biển dài cũng quá nhưng mà vấn đề là đạn bây giờ nó lại ấy rồi đạn nóng nó đâu có đạn đạn vẫn có nhưng mà ý là nó kiểu như là nó là đời nó bao nhiêu à ra cắt hết thì nhiều người em dưỡng duyên mà mặc lắm nên có dám gì không ông này mặc cái ra chợ nó quay mà rất nhiều những đứa nào xinh những cái liễu à nghĩa là nó muốn quay nó lên màn hình mình cũng dễ đúng rồi chú nói đúng rồi không phải là mình cũng dễ phải dễ tính vâng đến nói chuyện nó đều cào ai già trẻ đều nhau thế đến như cái bà anh bà biết rồi mấy thằng kia khiếp mà muốn bà hết cuối này mà mấy hàng nhưng mà bóng thôi mấy Hà Nội trên Nhật Tân cháu bây giờ xem cũng nhiều hầu như nhà nào cũng xem có đồng với Hải ở đấy vâng cứ treo cháu đi đâu ấy thế mày đâu dạo này có xuống đi ăn nữa không bảo là cháu ờ hôm nay là cái canh nha vâng. Nhưng mà phải báo rồi không bỏ bom làm nhục lắm rồi mẹ mới đứa ăn đâu phải ít tiền bỏ bom bỏ bom chẳng phải cháu mới bỏ bom hôm nay là mai chú biển lên làm cái canh hay là cho bố trí hôm nay em vẫn phải kết cái món sưu tầm thì là trong nhưng mà đâu nha chỉ có bà thơ vlog kiểu là gì bà không mua như vậy nhà nó này có được mà mua cho người khác rồi cái mày có bán chưa bà bán hàng sáu bán hơn thứ nổi là ngon ngon nó mắt này đi cả đồng như hôm ông xấu đấy ăn ngon đấy ui rồi ngon xấu ăn ngon nhà nó kiểu hàng xóm với nhau nhà ta nuôi 1-2 chục con 50 con người ta để ăn anh em nhà thôi quan là mọc số lon đúng này thì chơi vui gì đẹp luôn đúng rồi anh em đoán ta nuôi một lồi đồ đầy cái đấy con chú bên nhỉ mấy trận cũng như con lồi đầy hai mai lúc nào lại làm bữa lồi đầy tay cũng làm bữa nữa bảo bảo tôn này thêm tôn quan trọng nhân thời gian đúng không hôm nay có thằng này mai có thằng khác nó tiết canh đấy tiết canh thì nó là cái đấy rồi cứ nằm mà tiết canh rồi nhưng hôm nay là có những ai mà như thế nào đây như hôm nay này đúng không đấy, nếu lát bia với rượu cơ nhưng mà cái bọn ấy thường thường còn nó không có chán tay nó lên bên não phải xem kỹ hết video nó có xem đâu nó vào cứ thấy cái kênh nó lại video cũ nó nhổ bậy mà cái kênh chính của mình là hai kênh không bao giờ có video cũ bởi vì người ta thư thưa ra cái kênh thứ ba mình cúp lại còn tái sử dụng lại thôi trước khi xóa đi nó phí tháng hoặc là hai xem rồi thôi tháng mới có thời gian để mà làm cái kênh chứ không phải ngày nào ăn cái nhiều ra tay cơm nóng món này thì ngon nhưng món dưa này chưa phù mấy chua thì ngon nhưng mà cái chua chua tao đấy ta mà không hợp nhau mà ta biết chạy mai mốt còn măng này hôm nay ông đang ngắm món nào ngắm món măng này phải này kia này lâu lâu chút thì nó mới ăn còn bây giờ vẫn hăng nắng cái món mà rau sắn muối chua nấu với cá chép thì cứ hôm ăn cái rau sắn như vậy mà thấy cũng dạ không ngọt vậy ở em mai chứ không rất lành vẫn còn mai hồng theo đúng không thế là ăn nó rất lành dạng nhưng nhân đấy mấy non nữa cho này kia thôi vẫn còn số mày đào hoa đấy em đang ăn cơm số mày đào hoa đấy anh chép lại chép đồng nhưng nhục rồi chép một toàn em tài ngõ hơn ta nói chép đấy nhá nếu nói hôm nay không biết ăn cái gì nó chưa ra không nhỉ vừa dọn mâm xong này thế là bà chị bà gọi
riêng cái cá chép hôm đấy là may là anh không có mặt, anh mà có mặt nha, anh mà mổ á, ông biển chả bao giờ có cái giọt mật nào luôn, không, anh nuốt luôn. Một bên nào mới bốn nào đây, mới bốn bốn nào biết thế này đấy. Vâng, giờ mà mất lại một nửa. Ba cân đấy là ngon đấy. Chẹp thật đông. Ba cân mật của nó hơi đỉnh đấy. Chẹp ruộng mật to đúng một ngón tay tròn to. Cho lô lại. Đừng nói nó không ăn đâu, lại nó không ăn đâu. Nó sẽ xin mà. Không, ý là muốn làm quen để lần sau đến là nó. Không nhận tôi ra đi rồi, nhận nó làm quen đi. Không ăn. Không, sao chẳng biết nào mà mình. Đúng rồi, cảm ơn dữ báo. Nó bảo cả chị trà đấy nhá. Trà. Bia ở ngoài thôi, trong đấy là mấy. Đâu, bia đây vẫn còn đây. Bia cứ mang đây, sao là mang cả cái đá sẵn ra. Nọ còn cứt này. Mang mấy nó ra ngoài ngoài đấy. Chấm hoàng bố. Ủa, cái này gọi đặc biệt này. Cái này nó quen nhỉ? Em không quen. Đây có bao giờ ăn được cái đấy đâu. Đấy, để luôn cho đây. Nó cũng ngon. Chưa đặt chín lấy ra. Ở đây thì lấy đâu ra được, nhưng mà trong thau này chứ được. Không biết. Nhục lắm. Ta đừng bước không kêu ở đây lấy đá rửa tay. Nó bố cái xịt đóng nhưng được. Nó nói gì. Sao ốc nhỏ quá. Ăn tao hết cái đầu này. Là thánh ăn gọi là thánh ăn thịt. Thánh ơn này nha, tao gọi ơn nhất trời rồi, nhưng mà cả trước mà anh và cho em uống thôi, nhưng mà từ ba em ăn nó có là không có để chiều chắc thôi. Anh giới thiệu nhân vật đúng không, nó sợ có cả nó mà qua có Hùng không, nhưng nó bảo nó đã ăn đêm rồi, kéo với hay nó nhìn thấy mày nó sợ. Còn chơi gặp hai tuần này này không đâu, thật ra cái bắt đầu này nó xin được vài ba bài này, thì bắt đầu thôi một xíu. Hôm ấy nha, hôm ấy cho hẳn mày hết đĩa cá đi. Mà ăn hết 11 quả đấy. Từ đây là con nó còn xích nhỉ. Một quả nó tuần tặng cái. Tặng cái. Tặng cái. Muối tài cái. Muối tài. Cái muối 2 năm rồi. 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 Là à, tim chim bồ câu ạ. Chim bồ câu ạ. Chim bồ câu to này. Không, tim là chim bồ câu ạ, gà. Đúng rồi, chim bồ câu đấy. Em ăn thấy có mùi thui nó kiểu hoài hoài. Điều nào cũng chim bồ câu to. Riêng tim vịt cực kỳ to luôn. Chim bồ câu nó kiểu to. Mè nó to luôn. Đấy, cho anh như thế này. Anh đồng mãi chứ hết. Ngồi cho cái đấy gặp kiểu gì được. Để nó nghiền hết. Ừ. Ui ê. Nhìn nôn nôn cơm nhá. Cơm đấy. Ăn mặn lên. Ngon lắm, ăn lên từ ngon. Ừ. Ngon. Đầu này. Cái đầu này ngâm rừng người ta nói mới là một sọ. Chẳng qua cái ngâm uống cái tùm. Mới là một sọ. Hôm nào cái sọ này một suất ăn được một thằng này này. Không ăn nhá. Đấy. Thế bảo này phải không dừng này, nó không ăn. Nhưng mà đông người thì nướng đâu lắm. Cái này mà nướng nó ăn đỉnh cao độ luôn. Nướng là nướng má. Đấy, thì nướng ấy. Đây, Nhung Quang biểu, bảo. Thầy mai vào nhá. Đây. Đúng rồi chú nghe. Từ sáng nha, chỉ có 5 quả vải. Và bây giờ ăn này. Nhưng mà ăn thật nhiều thì không lấy được. Mới vào luôn. Đây. Này thì đến hoài là lần chọn chó nó chó chảy mắt nó chả mừng đến nó ghi nó còn chảy đến nghe rồi lại lại cầm xương lại cả nhà nhục lắm rồi sao mà lương cũng cao hơn báo kéo nhiều luôn hết ngày rồi còn đây đây này mở hết rồi cao ra một tuần là dừng cái mai rượu là ngon, cùng hết ăn tẩm mãn ngon. Đây thì mấy quả lon, chúng mày bước đầu ấy rồi. Rồi chúng ta cho nó bước đầu đấy. Chúng ta nâng quả hai ba bàn. Từ lúc cù lên bây giờ, kia bảo nó giả đấy, cười luôn. Có đấy là ghê gớm lắm á. Ừ, ghê ghê thường quý vị. Lần đấy nó thế thôi. Nước này cái ngải cứu ra, có lần kiếm cái gì quả đấy. Cứ quả tươi. Tao mới ngồi với Hiến. Nhưng mà đi cờ tổ đang này, đang này. Không, hắn gọi từ sớm ra, không làm ngoan được có chương trình rồi. Thôi đi, thôi đi, cái này.
Anh biết cái này cứu này tại sao nó đậm đà nó ngon không? Vì cái này nó tưới một nước giải. Tôi bắt đầu nó ngon rồi. Tôi có là thích vào đằng xong nó đậm. Bây giờ ông nằm đấy. Bây giờ rất là rất ít thôi mà. Ngày cứu ngon nhưng mà cái mỡ cái đầu này ra cuốn vào đây rồi. Hoặc là ăn cái này rất nhanh như thế. Cho nên phải chấm cái này là đấy. Cái này nhưng mà không ăn được. Coi như muốn nó quẩn hết. Đấy cả nhà, trưa nay mình lại làm cái video là ăn sọ lợn hầm ngải cứu nhá. Đấy là bữa cơm của anh em mình, ba cháu mình ăn có vậy thôi. Sọ lợn hầm ngải cứu rồi là lòng sầu riêng. Sọ lợn mà ăn lợn thì hẹn cả nhà đi sau nhá. Chào cả nhà nhá. Chào cả nhà nhá. Quẩn đấy.